Và các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Winner trên 50, 7 màu khoe dáng bên bờ ruộng. Sở thích mỗi người mỗi khác, có thể không làm vừa ý tất cả, nhưng chỉ cần mình thích là thôi. Chiếc Winner trên 50 dưới đây đã tô lên cho chiếc xế yêu của mình rất nhiều màu sắc, từ vàng áo cho tới nhựa màu nhôm CNC. Có lẽ muốn một tìm chiếc thứ hai như vậy thật là khó lắm. Các chế cùng xem nhé. Winner trên 50 với phong cách phối màu không giống ai. Kính Resona 5 cạnh màu đen, tai thắng Racing Boy màu xanh dương, còn bao tay rù xéo thì màu xanh lá. Khá chói mắt với cái màu vàng đến từ ốp che máy, gác chân sau, bình dầu Resona, gác chân hoàng hồng Oppo, chỉ có bên đạp là hiếm hoi màu đỏ. Chỉ với hai miếng Oppo đã cũng có 3 màu. Về zin sao cũng được thay thế bằng cái trắng bùng 4 chân màu đỏ đầy chói ló, phát biển số CNC, gạt tê Baker và chống đổ thân xe CNC màu vàng ống. Xe đi cùng với cái xin vàng DAD. Ngoài ra, cản sau là cản Baker, chủ xe trông thật phong cách quá đi thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.